đúng không? Mấy nhà hàng rồi nó sẽ chịu đem thức ăn được tới cho mình đúng không? Dạ, yeah, dạ. Ừ, mình có chỗ này rồi, mình không có tiền, mình đã trả tiền mỗi tháng rồi, hiểu không? Đó, rồi sau vài bữa nó kêu gắn kitchen vô trong đây. Nó đã build sẵn cái trơn rồi nè, hiểu không? Rồi nó bắt đầu nó gắn lên cho mình để mà mình dùng tầng ấy. Nhưng mà phòng họ nhìn cũng ok, tươm tắt hả? Được.